Diệu Hạnh xin thân ái kính chào quý khán giả của hệ thống đài Việt TV. Kính thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi là một mùa xuân nữa lại về. Trong không khí hân hoan chào đón Tết cổ truyền Việt Nam năm Kỷ Hợi, hôm nay ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 1 năm 2019, Diệu Hạnh và Hùng Võ đang có mặt tại chùa Đại Bi, thành phố Pleno để cùng tham dự hội chợ xuân Kỷ Hợi đang được tưng bừng tổ chức tại đây. Sau đây là một vài hình ảnh được chúng tôi ghi nhận lại, kính mời quý vị cùng theo dõi. Lúc gia đình về đây kể nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng, nghe tình xuân thấm trong lời ca, hạnh phúc mê say lòng ta. Đón chào nắng xuân với đời những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh một năm mới. Thầy tổ chức cái hội chợ xuân Kỷ Hợi năm nay á, là mục đích là gì vậy thầy? Quý Phật tử ở trong chùa cũng muốn có cái hương vị của quê hương để cho phục vụ, trên cái tinh thần phục vụ quý đồng hương. Họ cố gắng hết sức, chỉ trong vòng một tuần là làm hết tất cả những thứ mức bánh, các thứ kẹo và cũng như là hoa, hoa cúc, hoa mai, rồi hoa đào. Các anh chị em cũng muốn có một cái gì đó đem lại cái hương vị Tết cho quê hương trong cái tinh thần cổ truyền của chúng ta để mà đón mùa xuân. Tết sắp đến rồi, thầy có lời gì để mà chúc đến quý đồng hương Phật tử? A Di Đà Phật, kính thưa quý đồng hương Phật tử, thì nhân dịp năm hết Tết đến thì thay mặt chư tăng Phật tử chùa Đại Bi kính gửi lời chào cũng như là cảm niệm cái công đức sâu sắc trong suốt một thời gian qua, nhất là công trình xây dựng của chùa được hoàn mạng cũng như là lễ khánh thành năm ngoái, và đến đây thì chùa đã được đi vào cái sinh hoạt quy củ, đã phục vụ rất tốt, giúp đỡ cho quý đồng hương Phật tử trong cái niềm tin cũng như là đời sống tâm linh tu tập. Mọi người đến chùa được là nhiều cái sự an lành, lợi ích, đó cũng là cái công đức vô lượng của tất cả quý đồng hương Phật tử đã vì đạo mà hộ trì cho Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật, kính chúc tất cả mọi người luôn được sức khỏe, luôn được an lành. Dạ, con cảm ơn thầy. Một mùa xuân đang mang theo yên bình tình người chứa chan, một mùa xuân mới mang theo tiếng cười mọi người cùng ấm no. Dạ, hôm nay là tụi em có hội chợ Tết xuân, rồi đây là dàn hoa của em. Tụi em có hoa lan, hoa đào, cây tắc và hoa cúc. Chúng em muốn mời quý Phật tử xa gần đến chùa Đại Bi để thỉnh những cái hoa này về chân những ngày Tết. Và tất cả những tiền mà chúng em bán được, chúng em sẽ cúng dường vô Tam Bảo của chùa Đại Bi. Và xin mời quý vị Phật tử gần xa ủng hộ cho tụi em nha. Cũng rất là mừng tại vì quý Phật tử rất là ủng hộ chùa Đại Bi. Chúc chị bán được nhiều hoa nha và một năm mới an lành. Dạ, cảm ơn chị. Happy New Year. Một mùa xuân đến mang theo yên bình tình người chứa chan, một mùa xuân mới mang theo tiếng cười mọi người cùng ấm no. Một năm nữa đã trôi qua rồi, nào mình cùng hát lên bên nhau mùa xuân.
làm ra được một lượng bánh tét, bánh chưng nhiều như vậy để mà phục vụ cho ngày Tết cho quý đồng hương đó, là cô sẽ phải chuẩn bị bao lâu rồi? Cô phải chuẩn bị cả tháng luôn á. Cô làm mỗi ngày hết. Rồi tới ngày này thì mới nấu thôi, chứ còn nếu mà để tới nay thì cô không kịp. Mình bán được nhiều chưa cô? Bán nhiều lắm rồi, người ta order đó. Rồi ngày nay người ta đi lấy gì lại bán ở đây nè, bán nhiều lắm. Mấy chị ở trong nhà bếp á, tiếp với Út cho mình ở nước, Út làm cũng không xong đâu. Làm được nhiều lắm mà bán cũng nhiều mà mấy chị vui, mừng. Con cảm ơn cô Út và chúc cô Út một năm mới bình an, an khang thịnh vượng. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô cũng chúc cô cũng dồi dào sức khỏe, vui vẻ. Con thấy là mình nấu một nồi bún bò Huế chay lớn như vậy nè, là chắc là mình phải có nhiều thời gian công sức để mà chuẩn bị phải không? Dạ vâng, tại vì phải có những cái thời gian để mình hầm nước súp, hầm các rau quả. Dạ. Bán cái bún bò Huế này là mình cúng dường cho Tam Bảo. Dạ vâng ạ. Dạ thưa cô, tại vì chúng tôi thì làm để công quả để lấy những cái lời chúc tịnh định để đóng điện nước cho chùa. Dạ công quả thế thôi. Dạ. Cô một năm mới bình an khang thịnh vượng. Dạ cảm ơn cô. Mùa xuân ơi mong niềm tin mới đến, một niềm tin đang chờ dâng sức sống. Chào xuân sang cùng sáng tươi ngày mai, hát với nụ cười đông qua xuân đang tới. Một mùa xuân mới muôn nơi phát tài, nhà nhà cánh hoa, dù là đi xa vẫn luôn nhớ về mẹ cha thiết tha. Mình cùng chúc cho nhau an lành và cùng nhau chúc xuân. Vừa rồi là những hình ảnh thật là dễ thương trong buổi hội chợ Xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại chùa Đại Bi tại thành phố Pleno do nhóm phóng viên chúng tôi gửi đến quý vị. Hy vọng những hình ảnh trong buổi hội chợ hôm nay sẽ giúp cho quý vị phần nào bước đi nỗi nhớ quê nhà và giúp cho thế hệ trẻ người Việt hải ngoại của chúng ta tiếp tục gìn giữ được nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trước thềm năm mới Diệu Hạnh xin được phép kính chúc toàn thể quý vị cùng quý quyến khắp nơi một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường. Chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau. Diệu Hạnh tường trình từ thành phố Plano, tiểu bang Texas.